là bảo vệ mình không bằng. Bây giờ mình có phát xét chồng người ta mình cũng không phải thừa thuộc mình nên thôi đừng nói nữa. Mình hãy quan tâm mình người yêu mình nhưng mà em không có người yêu, quan tâm mình người yêu tương lai. Em đang tưởng tượng coi người yêu tương lai như thế nào. Ủa? Nên định tìm phi lo bà Hà hả? Không. Tìm phi lo bên sau xuống thành phố đó thì họ đã sẽ tìm tài mà chứ không biết có nên gì đó. Họ có không á, họ có là nếu á. Hai đứa bay có cái quạt thường tốt lắm rồi nè.
Làm cái đó quéo, bố đó, làm tinh thần tụi mình nhìn được có mấy cậu